Tôi chỉ hiểu chị chơi em liền chứ. Kể đi. Truyền ơi, kéo quần nữa. Anh Long ơi. Anh Long. Không, đây là con của tôi. Không được. Đây là con của tôi, anh đừng cướp con của tôi. Bây giờ đến với cái hành trình vượt qua giới hạn này thì không chỉ là các bạn chơi mà chúng tôi có mời sẵn hai khách mời để đến đây và cùng vượt qua giới hạn với các bạn. Wow. Và wow, các bạn sẽ là những người chọn xem ai là khách mời về với đội mình. Ở đây có hai tấm ảnh. Một tấm ảnh là mây, mây, mây. Hoàng hôn, hoàng hôn, thủy triều, thủy triều, nhắm mắt lại hôn bầu tay, đây anh đừng quát tôi đi man, à đúng rồi, bài đó bài hit của Hoàng Hôn, đúng, bên đây là mây, là mây, là vân, mây buồn trôi mãi chị Cẩm Ly, một bên là thủy triều và một bên là đám mây, các bạn sẽ chọn tấm ảnh nào? Em chọn thủy triều đi, thủy triều đi, mình muốn dập diều, dập diều, em lên lấy luôn đi cưng, em là mây, lấy luôn ha, dập diều. Không, nó hợp với màu tím và xanh nhiều. Dập nhiều, tô liêu, thủy treo. Rồi, xin mời các bạn gặp gỡ với hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay ha. Quay ra nhờ mình. Quay lại đi đàng hoàng đi. Một đi khách vậy mời mang về độn. Một à, khách vậy mời mang về độn nha. Tầm giờ, một khách mời từ á. Khánh rồi, khánh dần. Bên kia là ai không biết. Trời ơi, Khánh Dân với Tam Bang Triều Điểm. Trời ơi. Nói nói, vỗ tay cái đi. Yeah. Bất ngờ quá. Wow. Rồi bây giờ chào lời chào đến quý vị khán giả đi nào. Dạ. Lần đầu tiên. Lời đầu tiên phải lần đầu tiên. Đầu tiên thì em gái Tam Triều Dân xin được chào tất cả khán giả đang xem chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Có gì mấy anh em nhẹ nhẹ từ từ với em rồi từ từ em cũng sẽ hưởng ứng theo. Em bối rối rồi đó hả? Dạ, bối rối theo rồi. Rồi nhưng mà tụi anh là dữ lắm đó, kêu cái gì làm cái đó thì đúng không biết rồi. Em có hòa vào tụi anh được hay không? Em chơi hết ạ. Trước khi đó em đã nghiêm túc. Cái gì? Lăn mình qua đá. Đập đầu vô đá thử coi. Hả? Này, hai ba, lăn mình qua đá. Đó, thấy không? Mắc cưng liền. Bây giờ anh phải thêm một cái nữa, đập đầu giá cho em, đập đầu giá cho em. Em chơi đi. Đập đầu giá cho em. Em chơi đi. Hỗ trợ đi. Thấy chưa? Chưa, cho em thêm câu hỏi đi. Bây giờ em tặng quà trước đã. Nuốt cây xương đồng. Nuốt cây xương đồng. Thôi em ơi. Dám làm rồi chị ơi. Đó, hài lòng rồi đó. Hài lòng rồi đó. Nhưng mà cho em xin mang quà tặng cho mấy anh. Quà gì em? Có giá trị không? Quà quê, quà gì? Không có tiền không? Cái tiền không? Hồi nãy hết con Bibana là tôi thấy cũng không giá trị lắm. Bây giờ em sẽ mang vô để tặng cho mấy anh chị. Mời em. Wow. Sao nhìn giống thang thuốc vậy? Dạ đây anh. Trời ơi. Đấy, dạ. À, Tam Triều Dân á là nhà Tây Ninh. Mà gói hình cái thang thuốc nha. Cái này gói hình thang thuốc ngày xưa đó. Gửi chú nè. Em gửi anh Chris, em gửi chị. Em gửi anh Lan. Trời ơi, học sinh giỏi nè trời. Em gửi cho anh. Ủa anh ơi, anh làm giùm em luôn hả? Ờ, anh bán 2.500 thôi. 10.000. 10.000, 5.000 cũng được. Thì thật ra là trước khi mà em tham gia chương trình này là mấy anh chị là biên tập chương trình có gọi điện cho em một cuộc gọi chấn động. Chấn động. Nói là Vân ơi. Thiếu người hả? Thiếu người quá. Anh lời cả hoài không có. Chương trình hết kinh phí rồi em ơi. Đúng. Trời luôn, nên là nói em là bây giờ quay trở lại lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là mình đã quá là nhẹ nhàng ngọt ngào thùy mị nít na. Lần thứ hai mình sẽ quay trở lại. Mình phải dơ hơn. Mình phải không, chương trình không cần dơ. Vui hơn. Em chào
lỗi à, dạ mình phải vui hơn, mình phải hết mình phải cháy hơn và mình phải hơn thua hơn. Cho nên là ngày hôm nay em cũng xin phép được chia sẻ trước. Nếu như mà trong vàng cá là nếu như nha, mà ngày hôm nay mà em có gì thì tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng rồi, chỉ là mạng miếng hề thôi. Hề thôi chứ không có gì đâu. Rồi và như vậy là một lần nữa chào mừng Khánh Vân và Tam Triều Dân đã đến với chương trình 2 ngày 1 đêm ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời thành viên của hai đội chúng ta giới thiệu về đội và tên của đội mình cho hai khách mời biết đi ha. Ladies and gentlemen, xin giới thiệu với Khánh Vân của hậu. Đội chúng ta có tên là Chúng ta là lũ quỷ. Chúng ta là lũ quỷ. Ở tận rừng sâu, ở tận núi cao, như anh em một nhà cùng nhau ta hát. Đúng rồi. Ré lên. Cố lên. Như anh em một nhà cùng nhau ta hát ca. Như cây xuân đông. Như anh em một nhà cùng nhau ta hát ca. Như cây xuân đông. Như cây xuân đông. Ré lên. Cố lên. Đội chúng ta là đội xuân đông nở hoa. Em nhớ anh quá, nhớ thời gian bên cạnh anh quá. Nhớ thời gian bên cạnh em quá. Cuối rồi. Em nhớ cái thời gian quá đó. Nhớ thời gian hả? Đúng rồi. Ôi. Anh em không có thảm em làm đi. Đó này nè, chúng ta là 2, 3. Chúng ta là lũ quỷ. Ở tận rừng sâu. Nhớ ở tận núi cao. Nhớ thời gian bên em quá. Trời ơi. Mắc liền. Nhớ thời gian trước quá. Rồi, xin mời đội bên đây thể hiện đi ạ. Ê, anh ơi, có thêm một đứa là dân là biển nữa, là nước nữa, mình đổi thêm một cái tên đi. Mây nữa. Nước, nước, nước gì? À, nắng, nắng đá, nước đá. Nước đá. Đá. Nắng gió, uống nước đá vô. Nắng gió, uống nước đá vô. Nhớ em. Nhớ em. Nhớ thời gian bên cạnh em. Nhớ ba đội đi. Bây giờ đội của bạn lấy tên là gì? Nắng gió với đá cầu. Nhì dây tấm kỳ tốn tiền. Ôi hát quá tuyệt vời nhưng mà em không dám đâu. Em phải qua đây luôn đó. Đúng rồi. Cuối cùng là tên gì? Đội của em tên là Nắng gió với đá cầu. Nhì dây tấm kỳ tốn tiền. Em về đội đúng đội rồi. Đội này ngoài việc là thua trận nhiều thì thể lực và trí tuệ hoàn toàn không có. Đúng. Ô Steve ơi, thật là Steve ơi. Không, nhưng mà em thích anh bởi vì anh hay cười mồi cho nên là cũng ok. Mà bây giờ có ai diễn ra mà cười mồi? Bởi diễn lạnh mà cười mồi sao chơi vậy? Chơi em giờ mới dàn cái vỡ thẹt nhạt nhẽo vậy mà cười ở đâu cười ra. Bây giờ mặt trời cũng đã lên cao rồi ha. Chúng ta sẽ chơi cái trò chơi đầu tiên ở đây. Có thể là các bạn chưa biết, ở vườn quốc gia núi Chúa này đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đồng thời tại đây đang duy trì một cái hoạt động bảo tồn và cứu hộ rùa biển. Hàng năm thì có 3 loại rùa biển đến sinh sản, gồm có đồi mồi dứa và rùa xanh. Và đằng sau chúng ta nhìn xa xa, đây là một cái vùng biển hiếm hoi trên đất liền. Khu vực thứ hai ở Việt Nam sau vườn quốc gia Côn Đảo có rùa biển đến đẻ trứng. Cách đây vài cây số thì hang rái cũng là thuộc khu bảo tồn rùa biển của vườn quốc gia núi Chúa và đang nuôi dưỡng những chú rùa biển bị đánh bắt trái phép, bị thương để chăm sóc chúng cho đến ngày khỏe mạnh. Sau đó thì đội ngũ nhân viên y tế sẽ đến chăm sóc rùa biển và đưa chúng trở về với đại dương. Tuyệt vời. Thì cái thời điểm mà chúng ta đến ghi hình thì cũng đang là cao điểm sinh sản của rùa biển. Tuy nhiên là có một số cái hạn chế, bởi vì các bạn biết đó, nếu như mà có động nhiều quá nhiều người, rùa biển sẽ không cảm thấy yên tâm và không đến đẻ nữa. Do đó thì chúng ta chọn cái khu vực ghi hình của chúng ta là công viên đá này. Đồng thời với ý nghĩa của khu vực này, chúng ta sẽ có cảm hứng để chơi một cái trò chơi. Đó là trò chơi bảo vệ trứng rùa. Luật chơi bảo vệ trứng rùa như sau. Chương trình chuẩn bị 30 trứng rùa mô hình đặt rải rác khắp nơi. Đặc biệt, trong 30 quả trứng này có 18 trứng có mô hình rùa con bên trong. Nhiệm vụ của hai đội sẽ phải thu gom những trứng rùa và mang về ổ an toàn bằng cách người chơi sẽ mặc đồ đặc biệt có băng dính xung quanh. Sau đó, làm sao để dính thật nhiều trứng vào người và mang về ổ của đội mình mà không được dùng tay. Mỗi đội cử 2 thành viên thi đấu đối kháng trong thời gian 5 phút mỗi lượt. Sau 2 lượt chơi, đội nào mang về nhiều trứng hơn là chiến thắng. Đặc biệt trong thử thách này, nếu 2 đội mang về đủ 15 quả trứng có rùa bên trong sẽ được cộng 2 điểm vào quỹ điểm chung. Đội thắng được lựa chọn 3 thẻ món ăn,
đồng thời được ưu tiên đi xe Ford sang trọng, hiện đại đến địa điểm ăn trưa. Wow! Đội thua sẽ chịu phạt và tự đi xe máy đến điểm ăn trưa. Dạ rồi. Bây giờ thì xin mời các bạn chuẩn bị vào set game. Bây giờ mình sẽ chọn cặp chơi đầu tiên của mỗi đội. Tôi với Rít một cặp. Em với anh Tuấn một cặp. Bảy là cặp đội mình. Cặp đội mình á, hiểu chưa? Rồi bên đây là cặp nào ạ? Vậy là hai anh em mình là đấu với lại mẹ già lại Rít đi. Cho Hiếu lại sao không được. Bự bự nghe nghe ha. Ok em sao không được. Em đấu với anh Lâm hả? Khách mời nào cũng phải qua ta Lâm lần. Ok ok. Rồi Triều Dân lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ đi. Gửi số điện thoại cho người thân ở đây. Có ai đi theo không? Vâng ơi, nhiệm vụ của em là kèm Hiếu thứ hai. Dạ. Thấy ôm trứng nào là suốt trứng đó. Dạ. Hiếu cẩn thận. Rồi em chuẩn bị trứng của em nha. Anh dành gì lắm đó. Trời ơi. Tụi em đã sẵn sàng chị ơi. Chị ơi. Để coi con nó chơi hay như tụi mình không. Chứ hả, tôi thấy nói quá thoại quá thoại. Rồi bây giờ ở lượt 1 chúng ta đã hòa nhau đúng không ạ? Và với tỷ lệ thu thập 28/30 trứng thì chắc chắn là các bạn đã giành được một cái điểm tổng rồi. Như vậy ở lượt 2 này sẽ là lượt quyết định. Và chúng tôi có chuẩn bị thêm một cái luật phụ cho lượt 2 như sau. Trong trường hợp các bạn hòa nhau về số trứng lượt này thì chúng ta sẽ mở trứng ra xem có bao nhiêu trứng nở thành rùa con được nha. Và đội nào có nhiều trứng nở thành rùa con hơn sẽ là đội chiến thắng chứ không hòa nữa. Dân ơi. Dạ. 10 năm học võ. Tính em. Không, không tin lắm, anh tin Hiếu hơn. Hiếu ơi, có ba em. Yeah. Không, không tin lắm, anh tin Hiếu hơn. Hiếu ơi, có ba em. Yeah, đúng rồi, đặt niềm tin đúng chỗ. Và thời gian dành cho hai đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Tôi chỉ hỏi chị em đi chứ. Trời ơi, nhanh quá, nhanh quá, em ơi. Không dùng tay, không dùng tay. Không dùng tay, không dùng tay. Buông, không dùng tay, không dùng tay. Buông, anh buông đi. Sao chỉ kèm em liền vậy? Dâm ơi, gần gần đó, lấy gần đi Dâm. Anh Lâm. Dâm ơi, nhanh lên. Dùng tay kìa. Dùng đâu? Chị lo chị chơi đi. Trời ơi, chị có chồng rồi mà. Đừng có theo em nữa. Đúng rồi, anh ơi. Sao có chạy vô chơi điện nè. Không sao đâu em, cố lên. Cố lên em. Cố lên. Ủa? Em ơi. Đâu dùng tay. Em ơi, dùng người. Em hiểu được chơi không? Em hiểu được chơi không? Anh cãi bụng em coi. Anh hiểu được chơi không? Không cãi được. Không cãi được. Em dễ dàng quá sao cãi. Gì vậy? Anh chị đã giao nhiệm vụ cho chị nên xin lỗi. Đúng rồi. Tự nhiên em bị kèm vậy. Tốt quá. Trời ơi. Rồi, vô đi. Ừ em. Ủa, trời ơi, vô dụng quá lấy. Đúng rồi. Lên. Lên xin đi. Không dùng tay. Em ơi, không dùng tay. Anh chị bảo vệ em coi. Không dùng tay. Quỳ qua kia đi. Để nó không dùng tay. Để nó không dùng tay. Rồi, để lên. Anh Quy, quay mặt qua cho em nhìn cái. À. Cho em để chân. Để anh ơi. Để chân. Để đi em. Anh nè. Anh nè. Mệt quá. Nhanh lên. Anh Tuấn ơi. Quay mặt qua chỗ khác cho em để chân. Ủa? Anh Quy, quay mặt qua cho em nhìn cái. À. Cho em để chân. Để đi em. Để chân. Để đi em. Anh nè. Anh nè. Anh Tuấn ơi. Quay mặt, quay mặt, quay mặt qua chỗ khác cho em để chân. Quay mặt qua chỗ khác. Rồi, rồi, để đi, để đi. Thấy chưa? Anh ơi! Ôi đâu? Không một cắn bạn! Giang! Cảnh Vân ơi! Sao,
Khánh Vân ơi. Trời ơi. Thôi mà. Cố chị mà. Cố chị. Không cầm tay bạn chạy ơi. Chạy đi kìa. Vân ơi, chạy đi em ơi. Chị không có thoát được đâu. Em ơi, phải nhường chị. Em không có nhường chị đó. Hiểu ơi, chị lớn rồi, nhường chị đi. Lẹ đi Hiếu ơi. Trời ơi, chị ơi, trời ơi, mẹ ơi. Gì vậy? Chạy đâu, em ơi, chạy vàng em ơi. Ờ, đồ hay quá, đẻ đi em, đẻ đi. Rặn đi, rặn đi. À. Tôi phải có cái thế hả? Hai đứa xuống tới dầu. 1, 2, 3. Ủa sao đẩy quá? Xui. Không, em ăn vàng quá. Rớt rồi. Hiếu. Đáp. Anh Lâm, cứu em anh Lâm. Chưa. Ý, tay kìa mẹ ơi. Trời, đúng. Người đó đúng rồi, đi em. Sao mà kèm dữ vậy trời. Nhanh em, kể đi. Truyền ơi, kéo quần nữa. Anh Lâm ơi. Không, đây là con của tôi. Không được. Đây là con của tôi, anh không được cấm con của tôi. Cướp con rồi. Con của tôi đâu? Sao anh lấy con của tôi? Đâu vậy? Xuống đi. Anh Lâm. Xuống đi. Rồi, ấn dân. Trời ơi. Rồi, về Hiếu ơi. Đi về đi. Rồi, hay quá. Đẻ. Đẻ em ơi. Đâu có đẻ được. Đẻ cho con vuông nè, cưng ơi. Bỏ xong đó xuống hả? Rồi, em. Anh lên. Nằm xuống luôn anh. Nằm xuống em ơi. Được. Rồi, đếm đi. 1 14 Bên kia 16 15 16 17 chú à. 13 chục trái mà ra 17 rồi. 30 trái à. 30 trái cho ra 17, 14. Đúng. Trong lúc bố rối thì tôi đẻ luôn rồi. Đúng. Cái trái sinh đôi của người ta chú không tính nữa. Em xin thú nhận em nhìn anh Huy em đẻ trứng luôn. Đúng. Rồi ơi. Rồi như vậy là thắng thua đã rõ ràng rồi các bạn ha. Dạ. Mình có muốn khui trứng ra để xem thử coi là tỷ lệ trứng nở của mỗi bên như thế nào. Khui đi chị. Ok. Hay vậy, có rùa hả? Có rùa. Ồ, em có rùa. Nè. Mình có rồi. Ủa? Gì? Trời ơi, chúng không có rùa. Thấy chưa, đã sinh đôi mà. Không có rùa vậy. Rồi vậy mình đã sinh đôi luôn hả? Sinh đôi mà. À, ung nhiều ha. Ung anh ơi. Sao bên mình toàn gà công nghiệp không vậy? Không có anh ơi.